Nam em tuyên bố bị fan club Bạch Công Khanh đâm sâu lưng, quyết không tha cho ai hại chồng tương lai. Những chia sẻ mới nhất của nam em khiến cộng đồng mạng xôn xao. Trên trang cá nhân, vào đêm ngày 11 tháng 12 và rạng sáng ngày 2 tháng 12, nam em đã có những chia sẻ mới xung quanh những ồn ào gần đây. Người đẹp thậm chí còn gọi tên fan club của Bạch Công Khanh vào câu chuyện với nội dung vô cùng gay gắt. Lần này tôi sẽ không nhịn nữa. Tôi đã muốn bên phía fan club của Bạch Công Khanh dĩ hòa vi quý, nhưng bên bạn lại cố tình muốn đâm sau lưng tôi. Nam em khẳng định bản thân là người ngỏ lời mời Bạch Công Khanh đi hát chung. Từ những ngày đầu đi hát, tôi luôn muốn song hành với bạn đó lâu dài và tử tế. Nhưng cuối cùng tôi nhận được gì? Bạn đó tím, ai cũng nhìn thấy. Việc tôi vui đùa với bạn ấy trên sân khấu là muốn làm khán giả vui. Việc của một nghệ sĩ là làm cho khán giả vui. Sau những lời hứa hẹn chuẩn bị ra phim mới quay chung với Bạch Công Khanh, bằng những trò thao túng tâm lý nên tôi mới nhận test sâu ca ngợi Bạch Công Khanh. Sau đó tôi nhận được cái gì? Qua cầu rút ván, tôi đã muốn im lặng để giữ sự bình yên cho riêng tôi. Bao nhiêu lần fan club của Bạch Công Khanh thao túng tâm lý, nói là bây giờ không hát nữa, buồn muốn chết, vậy là tôi tin, nhưng cuối cùng tôi sai. Bây giờ tôi không còn tha thiết công việc này nữa, tôi sẽ đứng lên rửa oan cho chính bản thân tôi. Có câu, người không vì mình, trời tru đất diệt. Không dừng lại ở đó, nam em còn cho biết có người dùng chất bẩn khiến chồng tương lai của cô phải nhập viện cấp cứu. Người đẹp còn thẳng thừng tuyên bố nếu chồng tương lai có vấn đề gì cô sẽ truy cứu tới cùng. Thương anh, em sẽ tìm cho bằng được người đứng sau vụ này. Nam em chia sẻ dòng trạng thái kèm hình ảnh chồng tương lai đang nằm viện. Những ngày qua, nam em cùng chồng tương lai liên tục có những động thái gây xôn xao mạng xã hội. Từ việc chồng tương lai đăng đàn cho biết nam em mất tích, cho tới khi người đẹp chuyển sang trạng thái độc thân trên trang cá nhân. Những tưởng cô nàng đã kết thúc mối tình thì vài ngày sau, nam em lại lộ diện bên vực chồng tương lai trước những ồn ào về đời tư. Loạt động thái của nam em và chồng tương lai khiến công chúng có phần ngán ngẩm.